Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày mới làm việc và học tập hiệu quả. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tham quan tiến độ tòa tháp The Sun, Grand Marina Sài Gòn, The Nexus và The Galleria. Tiến độ thi công tòa tháp The Sun rất đều đặn và lên tầng rất nhanh, tòa tháp đã cao hơn các tòa nhà bên cạnh. Hiện tại đã thi công đến sàn tầng 27, lõi thang máy thì đã thi công đến tầng 33. Theo ghi nhận, chủ đầu tư đã triển khai lắp kính bên ngoài tòa nhà, các vị trí lắp kính như trong video các bạn đang xem. Tòa tháp cao 55 tầng đang lớn lên từng ngày, khi hoàn thành sẽ làm thay đổi bộ mặt và là biểu tượng kiến trúc mới của thành phố. Về dự án Grand Marina, tòa tháp chữ L đã thi công đến tầng 43, lắp kính đến tầng 20. Tòa bên cạnh đã đến tầng 38, lắp kính đến tầng 20. Tòa cuối cùng đã lên tầng 28 và lắp kính tầng 5. Công viên dưới chân hai tòa tháp trong dự án được thiết kế với những viên gạch mô phỏng lại ụ tàu của nhà máy đóng tàu Ba Son, với hình ảnh con tàu đang nằm trong ụ tàu. Các bạn có thể thấy, chủ đầu tư vừa lắp kính và lắp các máng đèn LED song song, sẽ chiếu sáng rực sông Sài Gòn vào ban đêm khi hoàn thành. Tổng quan thì tiến độ khu này khá nhanh và đều đặn, chỉ vài tầng nữa là sẽ được cất nóc. Về dự án The Nexus quận 1, hiện tại hai tòa tháp của dự án đang được thi công ốp kính tầng trên cùng của tòa tháp, tiến đến hoàn thiện hai tòa tháp. Dự án The Galleria thì đã thi công xong phần thô và đang thi công hoàn thiện kính của hai tòa nhà và thiết kế rất đẹp và sang trọng. Một loạt dự án cao tầng hai bên bờ sông Sài Gòn, vây lấy cầu Ba Son, đang dần về đích. Các dự án này khi hoàn thành sẽ thay đổi bộ mặt đô thị của Sài Gòn. Cùng với chiếu sáng mỹ thuật của các tòa nhà sẽ làm dòng sông Sài Gòn càng rực rỡ hơn về đêm.
vị và các bạn vừa xem video trên kênh Trên Tầng Mây. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.